Xin chào anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp đồng hồ con gà. Đây là những cái sản phẩm vừa mang tính chất là sưu tầm đồ cổ và chơi trong không gian trang trí gia đình, trưng bày, hoặc anh em có thể mua biếu tặng người thân, gia đình, bố mẹ làm quà sinh nhật, cực kỳ là ý nghĩa anh em nhé. Tiền cho bao nhiêu tiêu cũng hết. Mình xin giới thiệu đến anh em, đây là một cặp đồng hồ con gà. Cái năm nó ra đời là vào thập niên khoảng 69-70. Bên tay trái mình là một con gà trống và bên tay phải mình là một con gà mái. Thì mình giới thiệu con gà trống trước. Đây là một con gà trống cổ kính cực kỳ là đẹp, mà nó là đúng chất là một con gà trống cổ kính anh em nhé. Vào cái thập niên ra đời là 69-70. Nó là cơ cốt. Đây là con xịn nhé anh em nhé. Và anh em đi về mặt đằng sau này, nó có lên cốt này, lấy giờ này và chuông này. Thập niên 70 như này là đẹp lắm rồi anh em. Gìn giữ được như này là rất là chuẩn. Con này nó có dạ quang anh em ạ. Nếu anh em tắt đèn đi buổi tối là nó dạ quang nó vẫn còn nhé. Nó thế nó mới hay, nó dạ quang nó vẫn còn. Và tiếp sang bên này là mình có con gà mái. Con này thì nó ra đời sau con gà trống, sau con này. Nó ra đời vào con này nó 69-70 thì con này nó rơi vào tầm khoảng gần 80 gì đấy. Nó ra đời sau. Đây là con gà mái. Cả một cặp của mình. Cũng còn rất là đẹp. Anh em nào mua một trong hai sản phẩm này cũng được. Anh em nào có con gà mái thì có con gà trống rồi thì mua gà mái, mà anh em nào có con gà mái rồi thì mua con gà trống. Bộ đôi sản phẩm rất đẹp.